Hello, hello, xin chào mến, chào tất cả các bác nhá. Chào mừng các bác đã đến với cái video tiếp theo của máy xúc Việt Nam Inox. Hôm nay mình tiếp tục chuyển con máy xúc Kumat 50-2E của mình đến một cái công trình mới. Hôm nay thì vẫn xúc đất sạt. Vẫn xúc đất sạt và vẫn chở xe ô tô. Hôm nay mình sẽ giới thiệu lại cho anh em chút này. Thì cái ta luy này nó rất là cao, nó phải cao khoảng hơn chục mét. Đấy, ở bên trên kia có rất là nhiều bụi tre với lại cái cây đấy, nhưng mà do cái đất này là cái đất gọi là đất thịt, nhưng mà nó dạng như kiểu là đất đỏ mà nó rất là tơi các bác, cho nên là khi mà trời mưa ấy, lâu ngày nữa, cho nên là bây giờ nó bị lở xuống đây, nó sạt vào cái góc nhà này. Anh em nhìn cái góc nhà này nó bị bong hết cả cái vữa kia đi rồi, bởi vì cái nước nó lở xuống đây, nó ủ ở cái bờ tường kia, rất là nguy hiểm cho một cái nhà này, cho nên là người ta muốn thuê mình đến để xúc hết cái chỗ này đi. Thì cái video này hôm nay thì lại không trèo lên trên này để ấy những cái góc kia đi được các bác nhá. Bởi vì là cái chỗ này nó rất là hẹp, mấy cái đất của cái nhà cái bác này này là nó chỉ có đi một tí đi vào đây thôi. Đó, cho nên mình chỉ xúc hết cái chỗ này đi, sau này bao giờ lở tiếp thì mình lại xúc tiếp. Đấy, còn cái đất ở cái vế bên này là của nhà khác các bác nhá. Của cái nhà mà nó có cái đất ở trên cao này, nó là của nhà khác, cho nên là mình chỉ múc nguyên ở cái chỗ nhà của cái bác mà mình đang múc đi thôi. Đó. Thì công trình, những cái công trình này của mình thì nó còn khoảng 2-3 nhà nữa cơ. Là xúc đất sạt như thế này cơ anh em ạ. À, bây giờ tranh thủ cái lúc xe nó đi thì mình sẽ sửa lại cái đường nhá. Đây, hôm trước thì cái mình làm ở cái nhà bên kia ấy, thì cái đường vào nó xa hơn, như cái nhà này thì đường vào nó gần hơn đây rồi. Ngoài kia là đường quốc lộ kia rồi. Xe nó về kia rồi các bác nhá. Đất này nó lở xuống rồi, nó bị ngâm nước lâu rồi các bác. Nhiều khi là đi lại nó có mấy chuyến rồi là nó lún luôn. Nhiều cây chanh thì bác chủ nhà muốn là giữ lại, cho nên là mình không đào cái cây chanh nó đi. Còn ở chỗ này cũng có một cây, cây ở trong này thì mình đào đi rồi, bởi vì cái cây ở trong này nó mắc. Sau này khi mà mình vào trong này thì là mình không ấy được, mình không cho xe nó cua vào được ấy, cho nên là bắt buộc mình phải bỏ một cây để giữ một cây. Sàn như này xe nó vào là nó vừa này. Đầu ngoài cái không mắc cái đầu mà không ảnh hưởng đến cây chanh mà nó cũng nhanh. Do cái này nó là cái đất lở hoàn toàn các bác, cho nên mình cứ đào một cái lỗ không đây. Thì lát nữa thì nó sẽ tự động nó sẽ sập xuống cái chỗ này thôi. Đó. Đất này thì hôm nay thì khá là sạch bởi vì cái ta ly của nó có một ít cỏ ở trên thôi, nó lở xuống rồi nó bị thối đi rồi, bây giờ nó chỉ còn nguyên rất đẹp thôi. Lát nữa mình sẽ chuyển cái bệ của máy của mình lên cái thế đằng trước này để xúc cái bệ máy này đi cho xe nó vào gần hơn một chút các bác nhá. Nhưng mà bây giờ do là cái thế đất nó rất là hẹp, với lại là cái đường đi vào nó cũng khó nữa. Không thể bỏ cái chanh kia đi cho nó vào đúng cái thế của mình được, cho nên là mình sẽ đứng cái kiểu này. Hôm nay thì có hai xe chạy cơ, nó lở ở đây nhé. Lúc nào mình múc nó sâu mà nó khác tự nó lở vào cái lỗ đó đi. Cái này nó là sạt hoàn toàn đấy, cho nên là mình cũng không lo các bác nhá, không lo là nó bị không lở ấy. Nếu mà đất củ thì nó không lở đâu, nhưng đây nó là đất sạt, toàn bộ của nó là đất sạt hết. Thì ngày trước cái thổ đất này nó đã vào đến tít trong cái chỗ đằng sau nhà kia rồi. Anh em thấy xúc đất sạt thì được cái gầu đất nó chất lượng không? Rất là nhiều đất luôn. Lớp đất vàng vàng này đi là cái lớp đất ở gần dưới chân này, nó mới có cái màu vàng đó. Còn ở phía trên mặt kia là nó là đất đỏ ấy. Xe đất này thì chạy ra đường bê tông, cho nên là các bác ấy phải đẩy bạt quá nhá. Đổ
của nó rơi ra đường, nước súc nó không vừa phải đâu. Đất này nó ẩm, nó khá là dính. Mình sẽ chuyển cái bệ lên đây. Thật ra là vẫn xúc được thêm ấy, nhưng mà tranh thủ chờ xe nó đi, nó về thì mình sẽ chuyển luôn cái bệ lên đây. Đúng cao một chút để với cái ấy ở miền bên trên này. Cái này lúc trước nó lở mấy vào cái góc máy của mình đây này, nó lở cái chê cái chỗ này. Mà không sao, may là mình cũng nhấc cái ben lên và nó cũng chỉ có một cái lớp nhẹ mỏng thôi. Nhấc nó lên. Bạn vẫn cho được cái xe nó đứng ở đây các bác nhá. Nó đứng ở đây để mình cào cái phần ta luy này này. Đây ta luy cái đất của người ta đây này. Đó. Mình cào bằng cái ta luy cũ. Nhưng cái đất này thì không cần làm đẹp các bác nhá. Bởi vì sau này nó lở đi thôi. Đó. Ngang ngang nó khoảng bằng này. Đây có mà trên kia nó là cái đồi keo, nó có ít cái keo con này nó lở này. Đó, tạm như vậy thôi nhá. Quên hôm nay chưa bút cái ấy vé ở ngoài này rồi. Có mấy cây táo rồi thì là những cái cây chanh, cây chuối là mình múc gọn ra kia rồi. Các ba cây sau này các ba cây chỉ mình trả mặt bằng một cái là mình sẽ dồng lại những cái cây đó, hoặc là mình đào lỗ cho người ta dồng lại đó. Bạn sẽ múc vào đây để cho cái xe nó đi thẳng vào đây cho nó đỡ phải đánh lái. Làm lúc bệ hẹp thì bắt buộc phải chấp nhận thôi các bác, còn nó có bệ biết rồi thì bãi nó rộng rãi thì mua qua đâu cũng được, thoải mái luôn. Nhưng mà lúc nó hẹp thì phải chấp nhận là khó một chút. Đó, ok nhá. Kìa con chó đen rất là to. Đấy, rất là to luôn. Cái này thì cứ bấm theo bên đây vào. Lên đến nó khoảng gần như búi tre trên kia quá, gần búi tre kìa. Nhưng mà mình cứ múc nó tạm vào đây đã, xong bắt đầu mình mò mấy đứng lên, bắt đầu mình với, mình cào bớt những cái ấy ở trên này xuống này. Cào cho nó thấp xuống để sau này nó đỡ bị lở nó. Cái này thì nó lở đi rất là nhiều rồi. Cơ bản cái chân này anh em cứ căn theo cái chân này, cái chân của nó xong mình bấm nó sẽ thẳng đi. Bởi vì là nó phải có độ vát một tí mà. Nó là đất củ thì không nói gì, nhưng nó là đất... đấy, còn những cái thổ bên này nếu như mà... lúc nào ra ấy là mình chỉ cần san sơ qua một cái thôi là ok quá nhá, là san cho nó dốc ra ngoài. Ở cái video công trình mới này thì mình làm một cái video ngắn như này, thì lát nữa thì mình sẽ quay thêm một cái video kênh máy xúc Việt Nam Vlog nữa. Và ngày mai khi mà buổi sáng đấy thì mình lại tiếp tục quay cái video này, cũng như là làm gọn cái công trình này, mình sẽ chia nhỏ từng tập ra, làm thành tập cho anh em dễ để theo dõi. Bởi vì là những cái công trình như này làm rất là nhiều á, mình làm có khi là đến hàng 3 video mới xong được, có khi là 2 ngày mới xong được. Đấy, nó cũng nhiều yếu tố đó. Ok, thôi mình xin chào tất cả mọi người nhé, hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Ok, chào anh em.